Bao đại nhân đã ra khỏi kinh thành. Dạ. Lần này Bao đại nhân đi sứ Kiết Đan, đi về ít nhất cũng mất vài tháng. Phủ Khai Phong tạm thời do thiếu doãn Phùng Đình, Phùng đại nhân thay thế điều hành. Phủ Khai Phong là trọng địa của kinh thành, phải chú ý duy trì mọi hoạt động như bình thường. Dạ, lão thần sẽ hết sức chú ý. Bẩm Bao đại nhân, nên sứ Khiết Đan sẽ đến ngay. Vất vả cho ngài rồi. Sau khi bổn phủ vào Khiết Đan, mọi người vẫn nên canh giữ biên phòng nghiêm ngặt. Dạ, mạc tướng tuân lệnh. Đại nhân, sau khi vào nước Khiết Đan, xin để Triển Chiêu bên cạnh bảo vệ. Triển hộ vệ yên tâm, hai nước giao tranh không chém sứ giả. Hơn nữa, bổn phủ là Hạ Khiết Đan chính đáng sứ, chúng ta không đến nỗi manh động. Đại nhân, cũng được. Triển hộ vệ đã không yên tâm, tùy cơ hành sự là được. Người đến có phải là Bao đại nhân Hạ chính đáng sứ của nước Tống? Đúng vậy, đây là quốc thư đáo nhiệm của Bao đại nhân. Cung thỉnh Bao đại nhân tới Khiết Đan. Cung thỉnh Bao đại nhân tới Khiết Đan. Chân định dịch quán. Đại nhân ở trên lầu, tầng trệt là sảnh. Bốn người thuộc hạ cùng Triển hộ vệ sẽ ở phòng bên cạnh. Triển hộ vệ đang ở đâu? Bẩm đại nhân, Triển đại nhân nhận được thông báo của Công Tôn tiên sinh nên đi tìm ông ấy rồi. Mấy ngày nay chúng tôi đều như vậy. Tình hình cụ thể của Viên Kiệt ta đã ghi lại, nhờ cậu giao lại cho đại nhân tham khảo. Triển đại ca, huynh đừng nhìn nữa. Tôi ở trong phòng chứa củi còn tệ hơn chỗ này của Công Tôn tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo Bao đại nhân biết tình hình cực khổ của ngươi. Huynh, Thôi đi, tôi chịu thua rồi. Bao đại nhân đã về rồi, vậy tại sao chúng ta còn phải ở đây? Tại sao không thể theo mọi người tới dịch quán ở? Ngươi đừng quên, chúng ta còn phải chữa bệnh cho Viên Kiệt. Nếu tới dịch quán, ông ấy sẽ biết thân phận của chúng ta. Nếu ông ấy phát hiện chúng ta đến dò la tin tức, có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của Bao đại nhân. Vậy chúng ta phải ở lại đây bao lâu nữa? Không biết. Để xem đại nhân nói thế nào. Triển đại ca, thôi đi.
Đại nhân xem xong thư sẽ có quyết định. Theo như những gì Công Tôn tiên sinh viết, Viên Kiệt trị quân nghiêm ngặt, giữ đúng bổn phận, không phát hiện điều gì khả nghi. Triều đình nhận được bậc hàm nói Viên Kiệt thông địch phản quốc, có khi nào có hiểu lầm gì không? Rất khó nói. Sau khi xem xong chứng cứ cụ thể mới có thể kết luận được. Vậy đại nhân định khi nào đi gặp người mật báo? Hắn là thuộc hạ của Viên Kiệt, đột ngột tới gặp hắn nhất định sẽ khiến Viên Kiệt chú ý. Công Tôn tiên sinh có đưa lệnh bổ nhiệm của Cơ Mật Viện cho Triển Hộ Vệ đem về không? Đã đem về rồi. Đại nhân chuẩn bị đi gặp Viên Kiệt sao? Không sai. Chỉ khi bổn phủ lấy thân phận tuần biên quân sứ đi thị sát quân vụ thì mới có lý do chính đáng gặp người mật báo. Quân ta 30 vạn kỵ mã canh giữ dọc biên giới, nếu quân Khiết Đan dám manh động, quân ta có thể chia viện lẫn nhau, đánh tan quân địch. Khả năng điều binh khiển tướng, năng lực bố trận của Viên tướng quân Cơ Mật Viện đã cho bổn phủ biết. Nếu không như vậy, sao triều đình lại phái Viên tướng quân thống soái trọng binh trấn thủ phía bắc? Bổn tọa cả đời trên lưng ngựa, chỉ biết xông pha trận mạc báo đáp triều đình. Triều đình ủy thác trọng trách giao ta canh giữ biên cương, đó là lòng tin của triều đình dành cho ta. Ta không khiến triều đình phải thất vọng. Bổn phủ tin chắc là vậy. Viên tướng quân, có thể cho tại hạ hỏi một câu không? Triển Hộ Vệ cứ hỏi. Xin thứ cho ta hỏi thẳng, có phải tướng quân đang bị thương không? Vết thương ngày trước không ảnh hưởng đến bổn tọa ra trận giết địch. Nghe nói Triển Hộ Vệ võ công cao cường, có muốn cùng bổn tọa thử tài hay không? Triển Chiêu không dám. Đấu đá trên giang hồ với việc ra trận giao tranh hoàn toàn khác nhau. Triển Chiêu tin rằng cho dù Viên tướng quân đang mang thương tích cũng không ảnh hưởng tới việc xông pha nơi chiến trường. Triển Hộ Vệ nói rất hay, nhưng bổn tọa vẫn mong có cơ hội nhìn thấy võ công tuyệt học của Triển Hộ Vệ đây. Không dám. Bao đại nhân, lần này phụng lệnh Cơ Mật Viện đến tuần tra biên giới, không biết đại nhân định tiến hành ra sao? Viên tướng quân trị quân nghiêm ngặt, bổn phủ đã nghe nói. Chỉ có điều bổn phủ đã phụng lệnh đến đây thì cũng phải đến xem qua quân doanh. Bổn phủ sẽ tới bộ quân ngoại thành Phủ Chân Định xem xét. Đó là bộ quân định do Tần Phong thống lĩnh. Khi nào đại nhân đi, bổn tọa sẽ cùng đi thị sát. Không không, Viên tướng quân thống soái 30 vạn binh mã, quân vụ bận rộn vô cùng, sao có thể theo bổn phủ đi khắp nơi tra xét? Có người dẫn đường là được. Được. Lôi Thông, có mặt tướng. Bao đại nhân, Lôi Thông là phó tướng bên cạnh bổn tọa, hắn sẽ đi thị sát cùng Bao đại nhân, vậy có được không? Như vậy rất tốt. Bổn phủ ở trong dịch quán, sáng mai làm phiền Lôi phó tướng đến dẫn đường. Mặt tướng tuân lệnh. Đại nhân nói rõ muốn thăm quân danh của Tần Phong, không lẽ Tần Phong này chính là... Đúng vậy. Chỉ có cách này mới có thể gặp ông ấy mà không gây chú ý. Đến lúc đó tìm cách đuổi khéo Lôi Thông để lấy chứng cứ cụ thể từ ông ấy. Sao đại nhân không hỏi thuộc hạ, sao lại hỏi cánh tay của Viên Kiệt? Triển Hộ Vệ trước giờ làm việc luôn có mục đích, sao không nói bổn phủ nghe thử? Triển Chiêu muốn nhân đó xem thử phản ứng của ông ấy. Vì phản ứng của ông ấy đã nói lên điều gì? Ông ấy không giấu việc bị thương, đủ thấy là một người thẳng thắn. Đúng là như vậy. Ông ấy có phản ứng mạnh mẽ, chẳng qua là không muốn đại nhân nghĩ rằng ông ấy không có năng lực ra trận giết địch, khiến cho triều đình nghi ngờ khả năng thống lĩnh của ông ấy. Từ những điểm này phán đoán, khả năng ông ấy thông địch phản quốc là không lớn. Đại nhân, không lẽ phán đoán của thuộc hạ là sai sao?
bổn phủ phát hiện khả năng quan sát của Triển hộ vệ ngày càng tinh tường, sự hiểu biết đối với các công việc của triều đình cũng ngày càng sâu sắc. Đó là vì ở bên cạnh đại nhân, tai nghe mắt thấy nên hình thành thói quen. Không, bổn phủ lại cảm thấy từ trên người của Triển hộ vệ, ta thấy được không ít trí tuệ của Công Tôn tiên sinh. Mặt tướng Tần Phong chỉ huy sứ bộ quân Chân Định, tham kiến tuần biên quân sứ Bao đại nhân. Tần chỉ huy mời đứng dậy. Tạ đại nhân. Bổn phủ phụng lệnh của cơ mật viện tuần tra biên phòng khám xét quân lực. Lát nữa nhờ Tần chỉ huy phối hợp bổn phủ tuần tra. Mặt tướng xin toàn lực phối hợp. Được. Lôi phó tướng. Có mặt tướng. Bổn phủ muốn hỏi thăm Tần chỉ huy, xin phó tướng tạm thời né tránh. Việc này Bao đại nhân, viên tướng quân lệnh cho mặt tướng đi theo đại nhân. Lôi phó tướng, Bao đại nhân đại diện cho cơ mật viện, cho dù viên tướng quân có ở đây cũng không dám chống lại quân lệnh. Tôi khuyên ngài hãy ra ngoài tránh mặt. Mặt tướng cáo lui. Tần Phong, nơi này đã không còn là người ngoài, ngài giao chứng cứ cho bổn phủ được rồi. Xin thứ lỗi mặt tướng không hiểu ý Bao đại nhân. Ngài mật cáo với cơ mật viện là ngài có chứng cứ Diên Kiệt thông địch phản quốc. Cơ mật viện phái bổn phủ làm tuần biên sứ đến phủ Chân Định, mục đích là vì việc này. Không lẽ ngài còn không tin hay sao? Nếu không phải là cơ mật viện đến lấy chứng cứ, thì sao biết ngài chính là người mật cáo với triều đình? Cơ mật viện hồi báo là sẽ cho người đến. Mặt tướng không biết người đó chính là Bao đại nhân, mong ngài thứ tội. Không sao. Thật ra ngài nắm được chứng cứ gì? Ở phủ Chân Định, mặt tướng có dựng trạm canh trên con đường qua lại với Khiết Đan. Thuộc hạ mặt tướng trong lúc ta xét các nhân vật khả nghi, trước sau đã tịch thu hai bức bậc hàm, một đến một đi, đều chứng minh Diên Kiệt thông địch. Bức mật hàm này là do Diên Kiệt ký tên, còn bức này do Tiêu Huệ Bắc diện cơ mật sứ Khiết Đan viết. Hai bức hàm một đi một đến, sao lại cùng lúc bị ngài tịch thu? Bao đại nhân, mặt tướng tịch thu mật hàm đến từ Tiêu Huệ trước, sau đó dặn dò thuộc hạ bí mật quan sát mỗi một người khả nghi trên đường qua lại với Khiết Đan, nhờ đó tịch thu được mật hàm của Diên Kiệt. Vậy hai kẻ đưa mật hàm đang ở đâu? Kẻ đưa mật hàm lúc tìm đường thoát đã giết không ít quan binh nên bị giết tại chỗ. Cả hai kẻ đưa mật hàm đều bị giết tại chỗ sao? Triển đại nhân, thuộc hạ của mặt tướng không có lý do gì để nói dối. Tướng quân, Triển hộ vệ không có ý nghi ngờ có người nói dối, mà lo chết không đối chứng. Tướng quân không cần phải phấn khích quá. Đại nhân nói không sai, Triển Chiêu chỉ có ý đó. Bao đại nhân, mật hàm của Diên Kiệt có chữ ký của ông ấy, không lẽ còn không thể chứng thực sao? Nếu là do ông ấy ký, đương nhiên có thể làm bằng chứng. Nhưng mà việc này trọng đại, cần phải cẩn thận. Chờ bổn phủ về phủ Chân Định lấy bút tích của ông ấy, đối chiếu rõ ràng thì mới có thể phán quyết. Nếu chứng minh ông ấy thật sự thông địch, triều đình sẽ xử trí ra sao? Đương nhiên triều đình sẽ có hành động ngay. Nhưng trước đó, tướng quân không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào để tránh bức dây động rừng. Dạ, mặt tướng hiểu. Lôi Thông là tâm phúc của Diên Kiệt, không được để ông ấy nghi ngờ. Bổn phủ vẫn thị sát trong doanh trại của ngài như bình thường. Sau khi xác định mật hàm là thật hay giả sẽ có định đoạt. Dạ. Còn về Diên Kiệt, chúng ta có thể đến nơi nghị sự của Diên Kiệt lấy những thứ ông ấy từng viết. Tôi đi ngay bây giờ. Không được. Nơi nghị sự là trọng địa của chiến trường quân cơ, nếu muốn không kinh động thủ vệ, lấy bút tích của ông ấy thì không thể nào. Ngải Hổ, ngươi biết nơi nghị sự của Diên Kiệt sao? Chúng tôi chữa bệnh cho ông ấy ở đó mà.
Công Tôn tiên sinh còn đến đó chữa bệnh cho ông ấy không? Ý của đại nhân học trò đã hiểu. Đương nhiên muốn học trò lợi dụng cơ hội chữa bệnh, lấy bút tích của ông ấy. Chỉ có như vậy mới không bứt dây động rừng. Tiên sinh, than không đủ lớn, thuốc không đủ nóng, bắt buộc phải thêm than thôi. Viên quản gia, phiền ông lấy thêm than. Dạ được, dạ được. Cái này sao? Đến rồi, đến rồi. Đa tạ, đa tạ. Lôi phó tướng đi cùng bổn phủ cả ngày vất vả rồi. Không dám. Viên tướng quân lệnh mặt tướng theo bao đại nhân đến các nơi thị sát. Đây là chức trách của mặt tướng. Viên tướng quân quả nhiên trị quân nghiêm ngặt. Có ông ấy thống lĩnh 30 vạn quân trấn thủ phía Bắc, đảm bảo Khiết Đan sẽ không dám xâm phạm. Dạ. Bao đại nhân ngài muốn xem xét binh mã nơi nào? Bổn phủ vừa mới từ Khiết Đan về, liên tục 2 ngày quan sát quân tình nên có hơi mệt. Xin chuyển báo viên tướng quân, ngày mai bổn phủ ở dịch quán nghỉ ngơi 1 ngày. Lôi phó tướng cũng không cần phải đi theo. Dạ, mặt tướng cáo lui. Lôi phó tướng mời. Đại nhân ngày mai không đi thị sát, có phải có sắp xếp khác không? Đợi Công Tôn tiên sinh lấy bút tích về, sau khi đối chiếu mật hàm mới có kết quả. Có lẽ đại nhân lo lắng một khi xác định mật hàm là thật, vì ngày mai phải có hành động rồi. Học trò đối chiếu nhiều lần, trừ khi có người cố công luyện tập bắt chước bút tích của Diên Kiệt, nếu không, văn kiện này đích thực là do chính ta Diên Kiệt viết. Công Tôn tiên sinh chắc chắn như vậy sao? Đại nhân, những gì Diên Kiệt viết trong mật hàm thì có hơn 20 chữ ngắn ngủi, còn văn kiện ngài hổ lấy về gần như có hết 20 chữ này. Học trò đối chiếu từng chữ, cho dù là tự hình, dẫn bút, thu hào, tất cả gần như không có khác biệt, thậm chí ngay cả giấy cũng tương đồng. Công Tôn tiên sinh nói ngay cả giấy cũng tương đồng. Không lẽ bức hàm được viết ở nơi nghị sự sao? Tuy rằng Diên Kiệt thuộc lào binh thư, nhưng dù gì cũng là võ tướng. Nơi nghị sự đã đủ cho ông ấy sử dụng, không có thêm ngự thư phòng, cũng không cần phải viết ở nơi khác. Công Tôn tiên sinh có phát hiện gì khác chăng? Học trò phát hiện 2 bản văn kiện này có sự khác biệt khá lớn về màu mực. Màu mực khi đậm khi nhạt, liên quan đến mài mực, có khác biệt cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không, đại nhân, sự khác biệt mà học trò nói không chỉ ở sự đậm nhạt của màu mực, mà là chất mực. Nguyên liệu thợ làm mực chọn vào quá trình gia công cũng có ảnh hưởng đến chất mực. Đại nhân, ngay cả mùi mực cũng không giống. Đa số người dùng mực đều có sở thích riêng về mùi mực, luôn chọn mùi mực trước rồi đặt làm một lượt.
Tin rằng Viên Kiệt cũng không ngoại lệ. Công Tôn tiên sinh, bức mật hàm này không được viết từ loại mực quen dùng của Viên Kiệt. Đại nhân, đây là manh mối duy nhất có thể giúp Viên Kiệt rửa sạch mối nghi thông địch phản quốc. Đại nhân, ngài quyết định ra sao? Vẫn không thể quyết định. Cho dù chứng minh được mực trên mật hàm không phải là loại mực Viên Kiệt dùng, vậy thì loại giấy giống nhau phải giải thích thế nào đây? Trừ khi điều tra ra xuất xứ của văn phòng tứ bảo Viên Kiệt thường dùng, nếu không, ông ấy khó rửa sạch hiềm nghi. Học trò có thể hỏi viên trung quản gia của Viên Kiệt, khi đó đại nhân dự định thế nào? Tuy chứng cứ bày ra trước mắt, nhưng chưa thể phân biệt thật giả. Cho dù Viên Kiệt quả thật thông địch, hoặc là bị người khác giá họa, chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Tạm thời án binh bất động, đợi sau khi làm rõ sự thật thì mới hành động. Giấy mực này đã kiểm chứng suy đoán của chúng ta. Cái gọi là mật hàm thông địch chắc không phải do Viên Kiệt viết. Tôi biết ngay không phải là ông ấy. Giấy là do Tần Phong đưa. Mật hàm là do Tần Phong tịch thu mật báo triều đình. Hai tên đưa mật hàm thì bị giết tại chỗ. Đại nhân, theo tình hình hiện giờ, khả năng Tần Phong vu cáo Viên Kiệt là rất lớn. Chúng ta lập tức bắt Tần Phong, ép hắn nói sự thật. Không. Tuy rằng hiện tại đích thực Tần Phong đáng nghi ngờ nhất, nhưng không loại trừ khả năng khác. Đó là Khiết đang dùng kế ly gián làm nhiễu loạn quân ta. Nhưng giấy đó thì sao? Là Tần Phong đem đến vu cáo Viên Kiệt. Không. Bổn phủ đã nói, tuy hắn là đáng nghi ngờ nhất, nhưng không phải là cách giải thích duy nhất. Nếu quân Khiết đang lấy cùng loại giấy này thì sao? Cho dù là Viên Kiệt hay Tần Phong, chỉ cần chúng ta hành động vội vàng, đều có khả năng trúng kế ly gián, không thể không cẩn thận. Đại nhân, ít ra chúng ta có thể đổi đối tượng điều tra, chuyển sang Tần Phong. Đúng vậy, phải như vậy. Nhưng không tiện trực tiếp hỏi hắn, chỉ có thể từ từ làm rõ các nghi vấn. Triển hộ vệ hay thay mặt bổn phủ đến doanh trại của Tần Phong tra hỏi. Thuộc hạ sẽ tìm cách điều tra cái chết của hai tên đưa thư. Đại nhân, nếu vậy thì sẽ chậm trễ thời gian, không thể nhanh chóng hồi báo triều đình kết quả chuyến đi. Không sao, đã xóa bỏ được mối nghi ngờ Viên Kiệt thông địch phản quốc, biên giới cũng không có nguy hiểm. Để bổn phủ thảo một bức thư đưa cho dịch trạm đem về kinh thành giao cho thừa tướng để triều đình yên tâm hơn. Dạ. Chân định dịch quán. Công Tôn tiên sinh. Đại nhân. Công Tôn tiên sinh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Học trò có việc không thể không nói. Công Tôn tiên sinh cứ việc nói. Viên Kiệt không phạm tội thông địch phản quốc, tại sao đại nhân không thẳng thắn nói cho ông ấy biết việc triều đình nhận được mật báo? Công Tôn tiên sinh nghĩ nói rõ cho ông ấy biết để làm cái gì? Ít nhất có thể cho ông ấy biết triều đình không dễ dàng tin vào mật báo mà không tin tưởng ông ấy. Không, hoàn toàn ngược lại. Công Tôn tiên sinh còn nhớ tại sao Dương thừa tướng không đem chuyện này thượng tấu hoàng thượng, mà phải nhờ cơ mật viện phái bổn phủ đến điều tra. Đại nhân từng nói là sợ ảnh hưởng tiền đồ của ông ấy. Không sai. Quan trường khó làm, chỉ cần lòng trung thành bị hoài nghi, cho dù chứng thực không có chuyện đó, triều đình cũng khó tiếp tục trọng dụng. Nhất là đối với võ tướng lĩnh binh tác chiến nhiều năm. Không bẩm báo hoàng thượng thì có thể hiểu được, nhưng tại sao không cho Viên Kiệt biết chứ? Viên Kiệt trung thành cương liệt,
Nếu ông ấy biết cơ mật diện phái bổn phủ đến phủ Chân Định điều tra ông ấy có thông địch phản quốc hay không. Công Tôn tiên sinh, cho dù ông ấy không oán hận triều đình, đã để ông ấy tiếp tục thống lĩnh 30 vạn quan binh trấn thủ biên quan, e rằng ông ấy cũng không toàn tâm toàn ý thề chết trung thành. Phải, đại nhân lo nghĩ không sai. Chính vì vậy, nếu muốn điều tra kẻ vu cáo Viên Kiệt là Khiết Đan hay là Tần Phong, chỉ nhờ vào chúng ta mà thôi. Trong chuyện này, học trò cũng có thắc mắc. Có phải Công Tôn tiên sinh cho rằng bổn phủ không nên phái triển hộ vệ đi dò hỏi hai tên đưa thư đã bị giết tại chỗ hay sao? Phải. Việc này nhất định sẽ khiến Tần Phong cảnh giác, ngược lại không thỏa đáng. Nếu đúng như vậy, thì có thể chứng minh hắn chính là kẻ vu cáo. Bao đại nhân cao minh. Người cao minh không phải bổn phủ, Công Tôn tiên sinh. Khả năng phân tích tình huống của triển hộ vệ khi giải quyết công việc triều đình đã tiến bộ rất nhiều so với khi cậu ấy mới đi theo bổn phủ. Học trò hiểu rồi. Thì ra triển hộ vệ đã có tính toán. Tần chỉ huy điều Dương Đô Đầu ở trạm gác đến Loan Thành nhằm mục đích gì? Mặt tướng lo sợ dù việc tịch thu mật hàm bị tướng quân phát hiện, nên lợi dụng luân chuyển để điều quân ở trạm gác ra xa phủ Chân Định. Ngài lo lắng không sai. Có điều Bao đại nhân muốn tôi đưa ông ta đến dịch quán hỏi chuyện, ngài nên thông báo cho ông ta biết. Dạ, mặt tướng sẽ đích thân đưa ông ta tới gặp Bao đại nhân, trễ nhất ngày mai phải gặp được người. Dạ. Ai cho ngươi vào đây? Ông nói xem. Ông sợ cái gì? Chủ tướng đang ở trong doanh trại, ai dám tự tiện xông vào? Sao ông lại đến đây? Đại nhân sợ ông làm không xong, sai ta đến giám sát. Không ổn rồi. Người cơ mật diện phái đến là Bao đại nhân. Bao đại nhân thì đã sao? Ông ta phát hiện mật hàm là giả. Vậy thì không. Người giả mạo bút tích Viên Kiệt là cao thủ giỏi nhất. Ta đoán chắc ông ta không thể nhìn ra. Vấn đề là Bao đại nhân tập trung điều tra tạm gác tịch thu mật hàm, tuyển chiêu đến đưa người tới gặp Bao đại nhân. Ta nói đã điều hắn đi Loan Thành, nhưng Triển đại nhân nói ngày mai phải đưa người tới. Vốn không hề có chuyện này, sao ta giao người được? Sao ông không tìm vài người chết thay? Đổ cho người chết thì sẽ không còn manh mối gì. Ông kêu ta hy sinh huynh đệ của mình sao? Sao vậy? Không đành lòng à? Đại nhân nói Viên Kiệt tuổi già ngại chiến đấu, chỉ có cách này mới có thể đổi một tướng quân có năng lực trấn giữ biên phòng. Mọi người đều làm việc cho triều đình, chống lại quân xâm lược Khiết Đan. Tôi không thể vô cớ hy sinh thuộc hạ của mình. Vậy ông định làm thế nào? Không lẽ để Bao đại nhân điều tra ra vụ thông địch phản quốc là vu oan cho Viên Kiệt? Việc tới nước này ta cũng không biết phải làm sao. Được rồi, ông đừng loạn lên. Việc này cứ giao cho ta làm. Ông tính làm gì? Ông không cần lo. Đại nhân giao việc này cho hai chúng ta. Ông gặp chuyện, ta không thể không giao phó cho ông. Ta sẽ tìm cách. Ngày mai ông không cần đưa người tới gặp Bao đại nhân. Nghe Lâu Thông nói hôm nay Bao đại nhân không đi thị sát nữa sao? Mục đích cơ mật diện phái bổn phủ làm tuần biên sứ là muốn nói cho mọi người biết triều đình rất coi trọng tình hình biên cương. Sau khi xem xét quân doanh của Tần Phong, bổn phủ hoàn toàn tin vào khả năng lãnh quân của Viên tướng quân, không cần xem xét thêm nơi khác nữa đâu. Nghe Bao đại nhân nói như vậy, bổn tọa hết sức vui mừng. Lúc đầu khi cơ mật diện phái bổn tọa trấn thủ biên cương phía Bắc, trong triều có ý kiến bất đồng. Không lẽ có người không tán đồng? Không phải không tán đồng, mà là có người cho rằng bổn tọa tuổi cao,
không còn năng lực để thống lĩnh 30 vạn quân nữa. Đạo làm thống lĩnh quan trọng là phải anh dũng mưu lược. Viên tướng quân tung hoành chiến trường nhiều năm, đâu chỉ dựa vào tuổi trẻ tráng kiện. Theo bổn phụ thấy, chức trấn bắc tướng quân này viên tướng quân đã có được là nhờ vào thực lực. Hổ thẹn. Bổn phủ không khen cho có. Tần Phong tuy là chỉ huy sứ bộ quân, nhưng lại có thể huấn luyện bộ binh mạnh mẽ như vậy. Từ đó có thể suy ra được rằng viên tướng quân sao lại nói là hổ thẹn chứ. Tần Phong quả thật là hổ tướng. Lần đầu bổn tọa gặp hắn thì đã biết hắn đủ sức đảm nhiệm trọng trách, vì vậy mới để cho hắn canh giữ bên ngoài phủ Chân Định. Tần chỉ huy sứ không phải là bộ hạ cũ của viên tướng quân sao? Bao đại nhân, 30 vạn binh mã đâu phải ai cũng ở dưới trướng của bổn tọa. Tần Phong là do binh bộ đề cử. Ngơ ngẩn gì đó? Tôi đang giận. Giận ai? Giận huynh. Ta đâu có chọc ngươi. Huynh tới quân doanh của Tần Phong, sao không đưa tôi đi cùng? Đưa ngươi theo làm gì? Ta là quan triều đình, ngươi không phải. Dẫn ngươi theo danh không chánh, ngôn không thuận. Vậy tôi giận bao đại nhân. Tại sao bao đại nhân không cho tôi một chức quan? Vậy thì ngươi muốn làm quan gì? Không phải, tôi không muốn làm quan. Vậy tôi giận Công Tôn tiên sinh. Ông ấy bắt tôi làm việc đồng bao lâu nay, nhưng ngoại trừ việc chọn mất tích của Diên Kiệt ra, tôi không làm gì hết. Có thứ đó là đủ rồi. Nó đã chứng minh Diên Kiệt không thông đồng phản quốc. Mấy người bọn ta cộng lại cũng không làm được việc quan trọng như ngươi đã làm. Thật không? Thật. Không được, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Lúc đầu nói theo bao đại nhân đến phủ Chân Định sẽ được góp sức, bây giờ cả ngày đánh rỗi cũng không có việc làm. Đừng nóng vội, ngày mai có việc giao cho ngươi làm. Thật sao? Đứng lại! Ngươi là ai? Ta còn chưa hỏi ngươi là ai đó. Ngươi tới hành thích bao đại nhân. Ngươi là Triển Chiêu? Không sai. Ngươi là ai? Ngươi không biết ta đâu. Mau đuổi theo. Bảo vệ bao đại nhân. Dạ. Thank you.
Thật không hiểu nổi, một tên giang hồ sao lại dùng thứ này chứ? Hắn không phải người giang hồ, sao Triển Hộ Vệ biết? Tấm lưới này dùng da trâu chà sát thành dây rồi đan lại. Đao kiếm thông thường rất khó chém đứt. Hai thanh đoản thương mà hắn dùng cũng không phải là loại hung khí bình thường trên giang hồ. Hắn đến hành thích Bao đại nhân mà ngang nhiên không che mặt, tin rằng hắn không sợ bị người ta phát hiện. Những điều này không phải là hành vi của một kẻ giang hồ. Không phải người giang hồ, hắn là ai vậy? Người khiết đan. Triều đình và khiết đan chinh chiến nhiều năm, bổn phủ từng nghe địch thanh địch tướng quân nói về tình hình dũng sĩ khiết đan. Lưới dây da trâu là dùng để cản người ngựa ở trận tiền, dây đeo song thương là để thuận tiện khống chế ngựa khi mã chiến. Hắn không sợ người khác nhận ra là vì hắn không phải là người Tống. Vì vậy, có lẽ hắn là dũng sĩ của khiết đan. Đại nhân và Triển Hộ Vệ tìm cách dò thám Tần Phong. Nếu hắn thật sự vu cáo Diên Kiệt, vậy thì chắc chắn hắn sẽ có ý hành thích Bao đại nhân để tránh chân tướng bị vạch trần. Nay thích khách là người khiết đan, không lẽ Tần Phong và khiết đan cấu kết? Hắn mới chính là kẻ thông địch phản quốc hay sao? Phải hay không phải, ngày mai bổn phủ đến quân doanh của Tần Phong tự nhiên sẽ biết. Cái gì? Ông đi hành thích Bao đại nhân? Nhưng tiếc là bị Triển Chiêu phá hỏng, ta có thể an toàn rút lui cũng không dễ dàng. Ông, sao ông lại đi hành thích Bao đại nhân? Có gì mà không thể? Ông ta chết thì không cần lo việc ông mật báo Diên Kiệt bị dịch trần. Tiêu Thạch, việc này khác với những gì lúc đầu đại nhân nói với ta. Khác cái gì? Chỉ cần Diên Kiệt bị xử tội thông địch phản quốc, vậy thì chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Nhưng lúc đầu không có nói là thích sát quan viên triều đình, nhất là Bao đại nhân. Ông ta là từng biên quân sứ do Cơ Mật Diện phái tới. Hành thích ông ta là phản quốc thì có gì khác nhau? Vậy ông định thế nào? Ta cho rằng những gì đại nhân nói lúc đầu là có vấn đề. Diên Kiệt không phải tuổi cao ngại chiến, ông ấy không những tráng kiện mà còn quyết tâm chiến đấu tới cùng với quân khiết đan. Cho nên ta định gặp Bao đại nhân nói rõ sự thật. Ông định nói gì? Ta không có cách nào trình bày vụ người đưa thư bị giết. Với lại, ta không muốn vu cáo Diên tướng quân nữa, chỉ còn cách nói thật với Bao đại nhân. Vậy sao? Tần Phong, ta không thể để ngươi khai ra sự thật. Tần Phong chết trong quân trướng sao? Dạ. Phủ trấn Bắc tướng quân phái người đến thông báo, nói mời Bao đại nhân đến doanh trại gặp ông ấy. Đại nhân, đêm qua có người đến hành thích đại nhân, hôm nay Tần Phong đột ngột bị giết. Hai việc này nhất định có liên quan với nhau. Chuẩn bị xe ngựa xuất phát. Dạ. Võ công của thích khách đêm qua rất cao cường, nếu hắn muốn giết Tần Phong có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đợi Triển Hộ Vệ và bổn phủ đến quan doanh xem xét sẽ biết nguyên nhân cái chết của Tần Phong là gì. Bao đại nhân không đưa tôi đi cùng sao? Ngải Hổ, đừng quên là Diên Kiệt nhận ra chúng ta. Vậy thì có sao? Không lẽ tới giờ chúng ta vẫn phải giấu? Đã giấu thì giấu đến cùng. Đại nhân, học trò và Ngải Hổ ở lại dịch quán chờ đại nhân. Được, đợi sau khi bổn phủ trở lại sẽ thương thảo với Công Tôn Thiên Sinh. Bổn tọa thật sự không hiểu tại sao Tần Phong lại tự vẫn. Tuy là ông ta chết dưới đao của mình, nhưng không phải là tự vẫn. Sau Triển Hộ Vệ biết, từ vết thương chí mạng của ông ta có thể suy đoán lực đao khi ra tay, có lẽ ông ta ở trong tình huống không đề phòng bị người ta một đao lấy mạng. Nếu nói vậy, hắn quen biết với hung thủ sao? Chân tướng thế nào vẫn chưa biết. Tuy nhiên có khả năng hung thủ không phải là người trong nội bộ quân doanh. Làm sao biết được? Nghe Lôi phó tướng nói, võ công của Tần Phong rất là khá. Không sai, hắn có thể đấu với bổn tọa vài chục hiệp. Thủ hạ của Tần Phong có người nào có võ công cao hơn ông ta hay không?
Cái này thì không. Nếu có thì sớm đề cử với bổn tọa rồi. Nếu không phải là người võ công cao hơn ông ta rất nhiều, Tần Phong sẽ không bị một đao mất mạng dù là không đề phòng. Không sai. Hơn nữa, khi tướng quân nhận được tin Tần Phong chết là tới ngay, Lôi phó tướng cũng đã kiểm tra quân số trong doanh trại. Phải, quan binh đều ở trong doanh không ai rời khỏi hết. Nếu kẻ hành hung là người trong nội bộ thì sao lại bình tĩnh tới vậy, nán lại không đi? Vì vậy bổn phủ phán đoán hung thủ phải là người ngoài. Bao đại nhân phán đoán tình tiết quả là hơn người, nhưng phải làm sao mới biết được hung thủ là ai? Tướng quân, Tần Phong là chỉ huy trong quân doanh, những người có qua lại với ông ta rất đơn thuần. Nếu không biết động cơ hành hung rõ ràng, vậy thì sẽ không có manh mối. Vụ án này e là vĩnh viễn không có một ngày được sáng tỏ đâu. Cả Bao đại nhân cũng nói như vậy. Chỉ e là Viên tướng quân, bổn phủ xử án nhiều năm, cũng từng gặp vụ án không thể phá giải. Trừ khi phát hiện ra chứng cứ mới, nếu không chỉ có thể nén lòng đưa vào dạng án treo. Việc trước mắt là phải ổn định lòng quân, như vậy mới có thể bình an được. Bổn tọa hiểu. Các huynh đệ, Tần tướng quân bị gian kế khiết đan lẻn vào doanh khu hành thích, hy sinh oanh liệt. Bộ quân chân định do phó chỉ huy sứ tạm thay thế. Tất cả huynh đệ phải đề cao cảnh giác, tăng cường huấn luyện. Ngày sau ở trên chiến trường, người người anh dũng cùng nhau giết địch để trả thù cho Tần tướng quân. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Không biết Viên tướng quân giải thích thế nào khi đem cái chết của Tần Phong đổ cho khiết đan. Chủ tướng vô cớ bị giết trong quân doanh, việc này ảnh hưởng rất lớn tới lòng quân, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Cho nên bổn tọa cho rằng chỉ còn cách biến nỗi lo sợ nghi kỵ này thành lòng thù địch thì mới có thể hóa giải. Như vậy thì khiết đan và nhà Tống sớm muộn cũng không tránh được một trận đại chiến. Bao đại nhân, bổn tọa làm vậy có gì không đúng? Không, bổn phủ không những không phản đối, ngược lại còn cho rằng Viên tướng quân thuận nước đẩy thuyền, xử trí rất chính xác. Vì sao Viên tướng quân lại để phó chỉ huy sứ tạm thời quản lý? Không lẽ trong 30 vạn quân không tìm được người thích hợp hơn để kế nhiệm sao? Triển hộ vệ có điều không rõ, có câu quân tùy tướng truyền, để phó chỉ huy sứ lập tức kế nhiệm là vì không ai hiểu rõ binh lính bằng hắn hết. Lòng quân ổn định thì sẽ không gây ra nhiễu loạn. Triển chiêu đã thọ giáo, triển hộ vệ khách sáo. Bao đại nhân, cái chết của Tần Phong làm chậm trễ việc thị sát của Bao đại nhân. Không biết Bao đại nhân còn muốn xem xét quân doanh ở nơi nào khác? Không, bổn phủ không xem nữa. Sáng mai sẽ khởi hành hồi cung. Sao Bao đại nhân phải vội vàng hồi cung? Cơ mật diện phái bổn phủ đến tuần biên, bổn phủ đã thấy, dù là điều binh khiển tướng hay lãnh đạo binh lính, Viên tướng quân làm gì cũng làm đúng quy tắc bổn phận của mình. Bổn phủ hồi kinh sẽ bẩm báo triều đình. Có Viên tướng quân trấn thủ biên cương phía bắc, nếu khiết đan dám xâm lược thì sẽ bị đánh tan nát, triều đình cũng không cần phải lo lắng. Bao đại nhân, Viên tướng quân, Bao Chẩn hân hạnh làm quan đồng triều cùng ngài, xin cho phép Bao Chẩn thay mặt triều đình tạ tướng quân. Không dám, đa tạ Bao đại nhân. Chúng ta cứ vậy mà về phủ khai phong, không về thì làm gì? Không lẽ ngươi còn muốn theo công tôn tiên sinh ra đường bán thuốc chữa bệnh hay sao chứ? Tôi không làm đâu. Ý tôi là tên thích khách đêm qua, chúng ta không bắt hắn sao? Mục đích hắn hành thích ta là để ngăn chặn bổn phủ điều tra Tần Phong.
Tần Phong đột ngột bị giết, hung thủ chắc chắn là hắn. Tần Phong chết, manh mối vu cáo Viên Kiệt cũng không còn, tên thích khách đó e là sẽ không xuất hiện nữa. Sao đại nhân không nói với Viên Kiệt việc ngài bị Khiết Đan hành thích, để ông ấy biết đích thực Tần Phong đã chết trong tay của Khiết Đan? Nói ông ấy biết để làm gì? Không cần đâu. Bổn phủ nghi ngờ việc này không đơn giản chỉ là việc Tần Phong cấu kết Khiết Đan. Cái gì? Vụ này rõ ràng là chúng cấu kết hại Viên Kiệt mà. Mục đích là gì? Cho dù họ được như ý thì cùng lắm cũng chỉ ép triều đình phái một vị trấn bắc tướng quân khác tới, chứ không thể thay đổi quyết định phái trọng binh trấn thủ biên cương phía bắc của triều đình. Đại nhân nghi ngờ sau lưng họ còn có âm mưu nghiêm trọng hơn sao? Rất khó nói. Đại nhân, nếu trong triều có người mưu đồ chức vị trấn bắc tướng quân, vậy thì cũng sẽ không dính líu tới gian kế Khiết Đan. Nếu như Khiết Đan mua chuộc Tần Phong vu cáo Viên Kiệt, ý đồ khiến triều đình nghi kỵ, phân hóa lòng quân, thì trên thực tế cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đại nhân, xem ra thì phía sau ẩn giấu một âm mưu rất là khó đoán. Chân tướng thế nào, tạm thời không có câu trả lời. Chỉ còn cách hồi kinh bẩm báo triều đình rồi mới tính tiếp.